Truyện cổ tích Việt Nam. Chim họa bi thân yêu. Đây là câu chuyện diễn ra khi đất nước Trung Hoa được trị vì bởi một vị vua. Nhà vua có một lâu đài tráng lệ và vị trí nổi bật nhất trong cung điện là khu vườn thượng uyển xanh tươi với đầy hoa thơm cỏ lạ. Những loài hoa này chỉ được nhìn thấy trong khu vườn của đức vua chứ không thể tìm ra ở một nơi nào khác nữa. Người làm vườn đeo những chiếc chuông bé xíu lên chúng. Khu vườn rộng lớn đến nỗi nếu như nhìn toàn cảnh khu vườn thì sẽ thấy khu vườn dẫn đến một khu rừng. Một dòng sông chảy qua khu rừng và bên cạnh dòng sông đó là nơi trú ngụ của một con chim họa mi trên tán cây. Con chim họa mi hót ngọt ngào đến nỗi ai nấy cũng phải mê mẩn khi lắng nghe. Vương quốc này nổi danh khắp nơi nên du khách từ các nơi đều muốn ghé thăm. Những nhà văn viết sách về vương quốc này và trong đó họ đều ngợi ca con chim họa mi và những bài ca nó hót. Một ngày nọ, đức vua tự đọc một quyển sách như vậy. Khi đọc về chú chim họa mi, ông lặng đi suy nghĩ. Con chim này là con chim nào trong vương quốc của ta vậy? Ta chưa từng nghe kể về nó trước đây. Ông liền triệu kiến vị đại thần. Trẫm đã đọc được chuyện gì vậy? Có một con chim họa mi trong vương quốc của ta có tiếng hót ngọt ngào đến nỗi nó được ca tụng là sinh vật đẹp đẽ nhất trong cả vương quốc này. Làm sao mà ta chưa từng nghe về nó vậy? Thưa bệ hạ, thần cũng chưa từng nghe về con chim nào như vậy hết. Hãy đi tìm và ra lệnh cho nó hót cho ta nghe trước triều thần vào tối nay. Xin tuân lệnh thưa bệ hạ. Viên đại thần vội vã thi hành mệnh lệnh của nhà vua. Ông ta hỏi han tất thảy từ trên xuống dưới mà ông ta gặp trong cung điện, nhưng không một ai biết về con chim họa mi. Ông ta đến gặp nhà vua một lần nữa. Muôn tâu bệ hạ, có thể là những nhà văn đã viết về con chim như một sản phẩm của trí tưởng tượng của họ, và trong thực tế thì không có con chim nào giống vậy cả thưa bệ hạ. Không, vua sứ Phù Tang đã gửi cho quyển sách này. Không một điều gì trong cuốn sách này là giả dối cả. Ta muốn nó hót cho ta nghe. Hãy mang nó đến cho ta vào tối nay. Không thì cả vương quốc phải chịu hình phạt thích đáng. Viên đại thần không còn cách nào khác. Ông ta tiếp tục hỏi mọi người mà ông gặp về con chim. Cuối cùng, ông gặp một cô bé. Chim họa mi ư? Đúng, cháu đã gặp nó. Cháu cũng đã nghe nó hót rồi. Nó sống gần sông đó. Nghe đây, nếu như cháu đưa ta tới chỗ con chim họa mi thì ta sẽ thưởng cho cháu. Vậy là một mặt viên đại thần đi cùng cô bé về phía khu rừng. Đồng thời ông ta gửi tin cho nhà vua biết rằng đã tìm được con chim họa mi. Họ tới khu rừng nơi chim họa mi thường hót vang. Chim họa mi bắt đầu cất giọng hót. Cô bé nói: Nhìn này, phía đằng kia, đó chính là con chim mà cháu nói tới. Viên đại thần không nghe thấy cô bé nói gì. Ông đang mê mẩn với bài ca của chim họa mi. Ông có nghe thấy không? Ai cũng có thể quên đi thế giới này khi nghe bài ca của chim họa mi. Ta chưa bao giờ nghe một bài ca nào ngọt ngào tới vậy. Thật sự là đức vua sẽ say đắm khi nghe con chim này hót. Nè chim thân yêu, hãy đến cung điện. Nhà vua muốn thưởng thức tiếng hót của nhà ngươi. Đúng là thật vinh dự cho tôi khi được đức vua mời đến. Tôi chắc chắn sẽ vào cung. Mang theo chim họa mi, họ đi về phía cung điện. Cung điện được trang hoàng lộng lẫy và lấp lánh ngọc ngà châu báu. Nhà vua ngồi trên ngai vàng. Tất cả triều thần và quý tộc đều có mặt. Một cái giá bằng vàng được dành riêng cho chim họa mi. Chim họa mi đậu lên đó và bắt đầu hót. Bài ca của nó quá da diết đến nỗi khiến nhà vua rơi lệ. Ta muốn chiếc nhẫn vàng của ta được đeo lên cổ của chim họa mi. Dạ không, thưa bệ hạ, thật không muốn điều gì hết. Người yêu bài ca của thần chính là phần thưởng rồi ạ. Nhà vua ra lệnh chim họa mi ở lại cung điện. Một chiếc lồng bằng vàng rồng được làm cho nó.
Nó được phép bay ra ngoài 2 lần vào buổi sáng và 1 lần vào buổi đêm. 12 lính canh được cắt cử trông giữ con chim và họ buộc một dải lụa đỏ quanh cổ nó. Chim họa mi không thích bị tù túng như vậy. Việc này cứ tiếp diễn hàng tuần trời. Một ngày nọ, có ai đó đã gửi cho nhà vua một chiếc hộp, trên đó khắc các từ chim họa mi. Chắc đây là một quyển sách mới viết về con chim họa mi. Nhưng không có quyển sách nào trong chiếc hộp hết. Chiếc hộp có một chú chim họa mi giác kim cương cùng đá quý. Và khi có người kéo chiếc đuôi của nó cất tiếng hót như một con chim họa mi thật. Dải lụa buộc quanh cổ nó viết rằng: con chim họa mi thuộc về đức vua xứ Phù Tang, trước khi thuộc về nhà vua Trung Hoa. Mọi người đều hân hoan muốn thấy con chim họa mi nhân tạo. À, thật là kỳ công. Đi, hãy để cả hai cùng hòa giọng với nhau xem nào. Cả hai con chim buộc phải hót cùng nhau, nhưng bài hát chúng hòa ca nghe không hòa hợp, vì chim họa mi thật chỉ hót những gì nó muốn, còn con chim nhân tạo chỉ hót được một bài hát duy nhất được sắp đặt sẵn cho nó. Ở đó không phải lỗi của con chim họa mi nhân tạo, nó chỉ hót những gì nó được sắp sẵn thôi. Sau đó, chỉ mỗi con chim họa mi nhân tạo được hót. Tiếng hót của nó nghe như tiếng hót chim họa mi thật. Và bởi vì nó lấp lánh ánh sáng của kim cương, cho nên nhìn nó đẹp lộng lẫy. Con chim họa mi nhân tạo hót rất nhiều khúc ca. Một lúc sau, nhà vua nói rằng giờ thì ông muốn nghe chim họa mi thật hót. Con chim họa mi bay đi đâu mất rồi? Có ai trông thấy nó bay ra ngoài không? Làm sao mà không một ai biết nó bay đi đâu hết vậy? Có vẻ như nó đã rời hoàng cung đi rồi. Tất thảy triều thần đều vui sướng vì họ có con chim họa mi nhân tạo để nghe nó lặp đi lặp lại những bài ca của nó. Con chim họa mi này thật là đẹp, và nó hót cũng rất là hay. Nhìn nó đi, không ai có thể nói rằng nó là một con chim họa mi nhân tạo cả. Chúng ta rất vui với món quà mới của nhà vua xứ Phù Tang. Đại thần này, khanh hãy tổ chức một buổi hòa nhạc vào chủ nhật tới. Ta mong rằng cả vương quốc có thể thưởng thức những khúc nhạc ngọt ngào của con chim họa mi này. Khê ơi, xin tuân lệnh thưa bệ hạ. Vào ngày tiếp theo, buổi hòa nhạc dành cho con chim họa mi được tổ chức. Mọi người đều thích thú, nhưng một số cũng đã được thưởng thức tiếng hót của con chim họa mi thật. Nghe cũng được đó ha, nhưng mà không có hay bằng chim họa mi thiệt hót đâu à. Khi nó có tiếng hót, người ta sẽ xúc động đến rơi lệ. Hoan hô, thật là hay tuyệt. Dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa thì mình vẫn muốn nghe thêm một lần nữa. Con chim họa mi nhân tạo được đặt trên giường trong phòng ngủ của nhà vua. Nhà vua nghe chim hót trước giờ đi ngủ, và nó đã được phong tước vị là danh ca của hoàng gia. Danh hiệu này đã được đính lên một dải lụa buộc quanh cổ nó. Và giờ thì các cuốn sách được xuất bản cũng ngợi ca con chim họa mi nhân tạo. Danh tiếng của nó đã bay thật xa. Sau một năm, nhà vua và triều thần đã nhớ một trong những bài hát của nó. Ngay khi nó cất giọng hót lên khúc ca đó, mọi người cũng cất tiếng hát theo. Nhưng vào một đêm nọ, khi con chim họa mi nhân tạo hót cho nhà vua nghe, có một tiếng vỡ từ bên trong nó vọng ra. Vào sáng hôm sau, nhà vua gửi nó cho người thợ đồng hồ sửa chữa. Thưa bệ hạ, thần đã kiểm tra máy móc bên trong cẩn thận. Vì phải hót quá nhiều và quá thường xuyên, nên các dây nối bên trong con chim nhân tạo đã bị đứt hỏng nặng. Và nếu thần cố sửa nó có thể mất đi tiếng hót. Thần lấy làm tiếc phải báo cho người biết rằng nó sẽ không thể hót được nữa. Khi nghe vậy, cả vương quốc chìm trong đau khổ, bởi vì chim họa mi là nguồn vui cho tất cả dân chúng. 5 năm trôi qua, nhà vua lâm bệnh và sức khỏe của người trở nên tồi tệ hơn. Dân chúng trong vương quốc đều đang cầu nguyện cho quốc vương hồi phục. Thưa bệ hạ, người có muốn thứ gì hay không? Thần có thể mang đến cho người thứ gì đây? Nhà vua lặng thinh. Người trở nên càng ngày càng yếu hơn, như thể không cứu vãn nổi nữa. Nhà vua thấy khó thở. Người không nhớ điều gì ngoại trừ
Hót đi nào, hót đi nào chim họa mi yêu quý. Hãy hót đi, ta đã thưởng cho ngươi quá nhiều, ngươi không thể làm vậy với ta được. Hót đi nào. Nhưng con chim họa mi không hề nhúc nhích. Đúng lúc đó, đột nhiên nhà vua nghe thấy tiếng hót ngoài cửa sổ. Một tia hy vọng và hạnh phúc hiện lên khuôn mặt của nhà vua. Một lúc sau, khi nhà vua nghĩ rằng mình thấy hình bóng mờ nhạt của một con chim ngoài cửa sổ, nhà vua cố mở to mắt và thấy một con chim họa mi thật đang đậu ngoài cửa sổ. Nó đang hót say sưa. Người đã trở lại, hãy hót đi, hãy hót đi nào, họa mi thân yêu của ta. Chim họa mi hót ở đó một lúc. Niềm hạnh phúc của nhà vua dâng trào theo từng tiếng hót, và ý chí sống sót của nhà vua cũng dần dần được tăng theo. Xin cảm tạ ngươi thật nhiều, chim họa mi thân yêu. Tại sao ngươi lại rời bỏ ta? Nhưng hôm nay khi trở lại, ngươi đã mang lại sự sống cho ta. Làm sao mà ta có thể đền đáp cho ngươi đây? Dạ thưa bệ hạ, người đã ban thưởng cho tôi rồi. Tôi còn nhớ khi tôi cất tiếng hót trước người lần đầu tiên, người đã xúc động đến rơi lệ. Còn phần thưởng nào lớn hơn dành cho người nghệ sĩ nữa chứ? Chim họa mi hót lên một giai điệu khác, và khi lắng nghe nó, đức vua ngủ thiếp đi. Nhà vua ngủ như thể người đã ngon giấc từ bao lâu nay. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua cửa sổ. Chim họa mi đậu bên cạnh nhà vua, và trong đức vua đã khỏe hơn trước rất nhiều. Hãy ở lại bên ta mãi mãi, chim họa mi thân yêu. Hãy chỉ cất tiếng hót khi ngươi tràn đầy cảm hứng. Ta sẽ không bao giờ bắt buộc ngươi nữa đâu. Dạ không, thưa bệ hạ. Tôi không thể sống trong hoàng cung được. Mỗi khi tôi thấy muốn hót cho người nghe, tôi sẽ bay đến đây. Tôi sẽ xây một chiếc tổ đâu đây, và bất cứ khi nào bệ hạ cần tôi, tôi sẽ bay đến và hót cho người nghe. Qua những khúc ca của tôi sẽ kể cho người nghe mọi chuyện trong vương quốc này. Nhưng người phải hứa với tôi một điều. Hãy nói ta biết, ta sẽ cho ngươi mọi điều mà ngươi muốn. Tất nhiên rồi. Người không được nói với bất cứ ai rằng tôi đã kể cho người nghe mọi chuyện về vương quốc này. Được rồi, ta đồng ý với người. Nói xong, họa mi bay đi. Và nhà vua hiểu ra rằng không nên bắt nhốt và cầm tù chim muông. Chúng cũng có quyền được sống thoải mái theo cách của chúng. Không ai được phép nô dịch ai cả. Và chim chóc sống tốt nhất khi được tự do tung cánh bay và cất tiếng hót trên các tán cây và trong các khu rừng. Đó chính là mái nhà thật sự của chúng, chứ không phải ở các tòa lâu đài hay trong bốn bức tường nhà của con người. Một lúc sau, viên đại thần đến thăm nhà vua, thì ông nhìn thấy nhà vua đứng bên cửa sổ mỉm cười thay vì nằm trên giường bệnh. Viên đại thần cấp tốc báo tin vui cho dân chúng, rồi cả vương quốc cùng hân hoan reo mừng.